châu. Chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa to bên này rụng trắng sân nhà em. Anh lên đường mẹ xin lá trầu nhuộm áo cho anh, một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui.
hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, một thay có con lợn quay, xôi đầy mong, câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoai ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui.
chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thênh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tay nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xin cưới vào mùa xuân. Chi tôi được làm chú rể càng vô duyên. Ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa, mà đám cưới này mình có quen không vậy? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự. Trước lạ sao quen, chắp trước cái đã.
nghe xôn xao xóm tên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn, kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, cô thì làm nghiêm, có cô thì cười duyên, ôi xôn ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu, kỳ đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa nét son môi cười, mái tóc bạc phơ cụ già nheo mắt tăm tắt nơi khen, mây thổ được xem chiếc áo thời trang chen áo cuối ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra viên tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đính hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bài thơ trong xa như bướm bay vườn qua thước tha vào nhà. Nghe xôn xao xóm tên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn, kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, cô thì làm nghiêm, có cô thì cười duyên, ôi xôn ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu, kìa đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa nét son môi cười, mái tóc bạc phơ cụ già nheo mắt tăm tắt nơi khen, mây thổ được xem chiếc áo thời trang chen áo cuối ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so, khi ra viên tới phiên cái tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đính hôn ngày cưới. Kìa kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô dù che nó nghiêng bài thơ trong xa như bướm bay vườn qua thước tha vào nhà. Vì em làm thơ tình ơi, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn táo, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong nghề, hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kiến lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời,
hẹn tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Không không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chấm đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lao đài tình ái đó, sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua, con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Đừng
đừng ao tự thân, đừng khăn mò bò, đừng ăn cầu người ơi người ở đừng về. Chốn buông anh mắt ngập ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này, giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, xa người hoan đừng ăn. Xin chào cả kính mời ban lễ tân, chúng ta đã cùng hòa sức gia đình nên tập quen tập đi mời lớp mời trầu đến toàn thể các quý vị thay cho lời bày cảm ơn chân thành nhất của Hoàng Nhà Trai đã có được chút đèn thành lên cùng với sư dương sinh nhật anh đào. Xin được đỡ lời cho gia đình, đỡ lời cho cô và chú rể, kính mời trên là các của cô bác bà và cô dì chú bác và anh chị em bạn bè thân nam nữ của hai bên gia đình. Chúng ta đã cùng ngồi xuống lại bên nhau và rồi cùng nhau hợp với tâm sự, cùng nhau xây chầu xuống nước và cùng nhau chứng kiến và tham dự chương trình sự kiện tài liệu hành hương của chú rể Thành Lân, thánh duyên của mỗi cô dâu anh đào. Xin được lòng nhiệt hân hoan chào đón xin diện sự có mặt của toàn thể các vị quý đã đang có mặt trong chương trình sự kiện đại lễ thành hôn của chú rể Thành Luân cùng với cô dâu anh đào trong ngày vui hôm nay. Lời đầu tiên thì cho phép MC Quang Thiệp đến từ nhà giám Văn Luyện xin được đỡ lời cho hai bên gia đình, đỡ lời cho thân phụ mẫu sinh thành cha chú rể Thành Luân. Xin kể đến toàn thể các vị quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin được kính chúc cho hai bên gia đình luôn luôn đa tài đa lộc đa phú quý, đa phúc đốc thọ, đa bình an, sở cầu được như ý, sở nguyện được tòng tâm, nước luôn chảy một dòng, thuyền luôn xuôi một bến. Và xin được kính chúc cho hai bên gia đình luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Và kính thưa toàn thể các vị quý trân trọng và kính mến, tình yêu và hôn nhân đó là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỗi một con người. Và để dù ngày hôm nay đây, chúng tôi cùng với toàn thể các vị quý đã đang có mặt tại khán phòng cưới và cùng chung một mục đích, đó là cùng dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất để dành tặng đến cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Họ đã cùng nắm tay nhau trải qua một quãng đường thật là dài, và để dù ngày hôm nay đó chính là những giây phút, những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của họ, đó chính là giây phút mà chú rể Thành Luân cùng với cô dâu xinh đẹp anh đào chính thức được lên duyên vợ chồng hạnh phúc dài lâu. Và kính thưa quý vị khách quý kính mến, và không có để cho toàn thể các vị khách quý phải chờ lâu hơn nữa, và giờ đây chúng tôi xin được kính mời toàn thể các vị khách quý, chúng ta đã cùng hướng chọn ánh nhìn của mình về sân khấu và cùng chào đón hai nhân vật chính của chúng ta, đó chính là cô dâu anh đào cùng với chú rể Thành Luân. Xin được kính mời hai em cùng bên bó hoa tươi thắm của mình lên sân khấu để chính thức ra mắt cô dâu hai họ. Xin được kính mời. Giờ đây xin được kính mời toàn thể các khách quý, chúng ta sẽ cùng hướng tầm nhìn về sân khấu và cùng chứng kiến sự ra mắt của đôi bạn trẻ Thành Luân cùng với anh Đào trong một cái trang phục áo cưới hết sức là mỹ và rực rỡ. Và trước hết thì xin được kính mời hai em cùng nắm chặt tay nhau và cùng dành một cái cúi đầu thật là sâu để cảm ơn đến toàn thể các khách quý đã cùng vào đây để chung vui với hai em. Xin được kính mời. Vâng, và khách thưa quý vị khách quý kính mến, và vừa rồi bằng một cái cúi đầu hết sức là ý nghĩa, thay cho lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể các vị khách quý trong buổi sáng, buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta đã không quản ngại mặc dù đường xa xa xôi và cùng trở lại khán phòng cưới và cùng xây chầu xây nước, cũng như để chúc phúc cho bạn trẻ Thành Luân cùng với anh Đào. Và khách thưa quý vị khách quý trân trọng và kính mến, và tình yêu luôn là một câu chuyện rất dài với nhiều diễn thiết đầy cảm xúc cùng với muôn vàn màu sắc khác nhau. Song cùng có một điểm chung là khi bước vào tình yêu thì những đôi trai gái, những cặp uyên ương, họ luôn được muốn gắn kết với nhau trong một mái ấm gia đình, và họ nguyện sẽ mãi mãi như chim liền cánh và như cây liền cành. Và ngày hôm nay đây, đôi bạn trẻ của chúng ta, cô dâu xinh đẹp anh Đào cùng với chú rể Thành Luân cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Yêu và lấy được người mình yêu, đó là một niềm hạnh phúc hết sức là lớn lao trong cuộc đời của mỗi một con người, là món quà vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta. Và sau một thời gian tìm hiểu và quen biết, đôi bạn trẻ của chúng ta cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình, và đám cưới ngày hôm nay đây cũng là minh chứng cho tình yêu đó. Vâng, và đây chúng tôi xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn đôi bạn trẻ Thành Luân cùng với anh Đào xin phép được chính thức bắt đầu. Vâng, xin một tràng pháo tay của đoàn giáo và lời nguyện để dành tặng cho thân chú này ạ. Xin được cảm ơn những tràng pháo tay đã dành tặng cho đôi chú rể rất là nhiều. Và kính thưa toàn thể các vị khách quý trân trọng và kính mến, thật là hôm nay thì sum họp chúc may, mà tình trong một khắc thì nghĩa dài trăm năm. Hôm nay thì tứ hải giao tình, tuy rằng cuốn bề nhưng sinh một nhà. Hòa với lớp xuân mới đang chờ hồng mộng, câu đã lên buồng ngả bóng trầu xanh. Có lúc nhà trai chúng ta hân hoan mừng dâu thảo, nhà gái hân hoan đón rể hiền. Vâng, và giờ đây xin được cả kính mời lên sân khấu, xin được cả kính mời hai bác đại diện của hai bên gia đình nhà trai và nhà gái cùng trở lên sân khấu tình yêu để chính thức có đôi lời phát biểu cảm ơn cũng như trao dung và nhận rể. Xin được cả kính mời hai bác.
Và kính thưa toàn thể các khán quý, chắc chắn và kính mến, và từ đây hiện diện trên sân khấu ngoài lúc này đó chính là hai bác đại diện của hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái, và rất là mong muốn xin được cả kính mời hôm chúng ta cùng nổ lên bằng một tràng pháo tay toàn giá thật là nhiệt để dành tặng cho hai bác được không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn những tràng pháo tay đã dành tặng cho hai bác rất là nhiều, và từ đây xin được cả kính mời toàn thể các khán quý chúng ta sẽ cùng đón nghe những lời phát biểu của đầu tiên đến từ bác đại diện quan viên họ nhà gái, cô đã lời cảm ơn cũng như chính thức chào cô dâu Thảo và đón nhận chú rể Hiền. Xin được cả kính mời bác. Thì tôi cũng thay mặt cho bên họ gái hôm nay ra đây để đưa cháu ra để với gia đình có ông bà ngoài đây, nói chung ra là tôi thấy rất phấn khởi vui mừng. Thì sau đây tôi cũng chả biết nói gì hơn nữa, chỉ chúc cho gia đình mình khỏe. Cháu thì nói chung là còn ít tuổi, cái suy nghĩ, cái tầm suy nghĩ của cháu cũng chưa được nữa, chỉ mong mai kia lúc nào cháu không có sai sót gì, mong bên họ trai hết sức đại lượng và thông cảm cho cháu và dạy bảo dần dần thì cho cháu ăn trưởng thành là con người tốt. Vâng, tôi xin cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu bằng son đến từ bác đại diện của họ nhà gái rất là nhiều. Vâng, và kính thưa toàn thể các bác quý kính mến, và vừa rồi chúng ta đã cả đón nghe những lời phát biểu bằng son đến từ bác đại diện quan viên họ nhà gái, rất là cảm ơn cũng như chính thức nhận chú rể Hiền và chào cô dâu Thảo. Vâng, và giờ đây xin được cả kính mời bác đại diện quan viên họ nhà trai có đôi lời đáp từ cũng như chào dâu cũng như nhận dâu và chào rể. Xin được cả kính mời bác ạ. Kính thưa công cụ, không có bà, cô dì, chú bác, bạn bè năm thanh niên nữ của hai cháu, được sự nhất trí của gia đình và ủy quyền ông Tại và bà Phi, tôi đại diện của nhà trai trước hết thay mặt cho gia đình cảm ơn tất cả quan viên bốn họ đã bớt chút thời gian đến dự buổi lễ thành hôn chúc cho hai cháu. Tôi đại diện cho họ nhà trai đã xin nhận cháu anh Đào là dâu Hiền của trong họ nhà trai. Còn tôi cũng trao cháu Luân là rể Hiền cho họ nhà gái. Thì qua thời gian các cháu tìm hiểu được sự nhất trí của hai gia đình và hai chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình thống nhất tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thì một lần nữa xin đa tạ các ơn các cụ, không các bà họ nhà gái đã đưa cháu về họ nhà trai chúng tôi để làm lễ tổ chức cho các cháu, và cũng cảm ơn tất cả các cụ công các bà cô dì chú bác họ nhà trai bất chút thời gian và ngọc đến dự buổi lễ thành hôn và mừng cho các cháu. Một lần nữa xin đa tạ cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời phát biểu bằng son đến từ bác đại diện họ nhà trai rất là nhiều, và giờ đây cháu xin được cả kính mời hai bác cùng tiến về để chấp một bước và bắt tay nhau một cái thật chặt để kết nối tình thông gia giữa hai bên gia đình. Vâng, một tràng pháo rất là lồng nhiệt để dành tặng cho hai bác, và xin được chúc cho hai bên gia đình có một mối tình thông gia ngày càng keo chặt như sơn. Vâng, và ngay lúc này cháu xin được cả kính mời hai bác để cùng ngồi trở lại những bàn tiệc trầu tiệc trà và cùng tiếp tục xây chầu xây nước để chúc phúc cho đôi bạn trẻ Thành Luân cùng với anh Đào. Vâng, và được sự nhất trí của hai bác đại diện của họ nhà trai và nhà gái, thì giờ đây xin được cả kính mời chú rể Thành Luân đưa cô dâu xinh đẹp anh Đào đi vào trong nhà để thắp hương bái kiến gia tiên, và sau đó cùng trở ra ngoài sân khấu để tiếp tục thực hiện những nghi lễ và tiếp theo trong chương trình sự kiện đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Trong giây phút chờ đợi cô dâu rể, chúng ta cùng trở ra ngoài sân khấu tình yêu, thì món quà âm nhạc đầu tiên và giờ đây trong phép được người thực hiện chương trình của tôi xin gửi đến toàn thể các quý, và đặc biệt là xin dành tặng cho các bạn trẻ Thành Luân cùng với anh Đào với một nhạc phẩm trên nền nhạc quê hương, ca khúc được mang tên Một Khúc Dân Ca Một Câu Quan Họ.
đi về đâu. Xin được kính mời hai nhân vật chính của chúng ta, đó chính là chú rể Thành Luân cùng với anh Đào. Xin được kính mời hai em là cùng hiện diện trên sân khấu tình yêu để chính thức tiếp tục và thực hiện những nghi lễ và trong chương trình sự kiện hôm nay ạ. Và kính thưa toàn thể các bạn kính mến, và một lần nữa tại đây là xin được kính mời các khách quý chúng ta để cùng hướng trọn tầm nhìn mình về sân khấu và cùng tiếp tục chúc phúc cho đôi bạn trẻ Thành Luân cùng với anh Đào qua cái nghi thức đó là phần trao nhẫn cưới cho nhau. Xin được kính mời chú rể Thành Luân từ đâu ra đây em để nhẫn cưới đâu lấy ra để dành tặng cho người vợ yêu quý của mình đấy ạ. Vâng, trước hết thì xin được kính mời chú rể cho mở lắp hộp nhẫn cưới của mình ra đi ạ. Và xin được kính mời hai em cùng đỡ vào lắp hộp và cùng gớm vào đằng trước để ra mắt quý vị khách quý đi ạ. Cô dâu đỡ vào đi ạ. Vâng ạ, và xin quý vị khách quý chúng ta đã cùng lổ lên bằng một tràng pháo quốc tế toàn giá để dành tặng cho cái nghi thức trao nhẫn cưới ạ. Giờ đây xin được kính mời chú rể lấy chiếc nhẫn đầu tiên và lồng vào tay áo bút của cô dâu xinh đẹp anh Đào đi ạ. Xin được hỏi chú rể là chú rể đã xem phim Hàn Quốc chưa ạ? Chưa. Vâng ạ, thật ra đây là chú rể muốn trao cho cô dâu người vợ yêu quý mình qua một cái cách nào đó mà hết sức là lãng mạn được không ạ? Vâng ạ, xin được kính mời chú rể sẽ thực hiện nghi thức trao nhẫn cho cô dâu xinh đẹp anh Đào. Vâng ạ, vâng, xin kính thưa quý vị khán giả kính mến, và có lẽ rằng ở đây chúng ta đang được chứng kiến chú rể trao nhẫn cho cô dâu qua nghi thức của Hàn Quốc. Và xin được trang pháp rất rộng rãi và lòng nhiệt để dành tặng cho chiếc nhẫn đầu tiên.
Và xin được kính mời chú cô dâu xinh đẹp Anh Đào lấy chiếc nến quạt lại và lồng vào tay áo bút của chú rể đấy ạ. Vâng ạ, kính thưa quý vị khán giả kính mến, không biết là cái phong tục của Thanh Hóa của chúng ta thì như thế nào là không biết, nhưng mà ở Hưng Yên chúng cháu thì sau khi mà đôi bạn trẻ của chúng ta trong nhẫn cưới chung nhau xong, thường họ trao cho nhau một cái cử chỉ yêu thương qua một nụ hôn rất là ngọt ngào. Vâng ạ, xin được hỏi quý vị khán giả ở dưới chúng ta có đồng ý không ạ? Vâng ạ, đồng ý thì vỗ tay thật to đấy không ạ? Và xin được kính mời hai em Thành Luân cùng với Anh Đào ngay lúc này, xin được kính mời hai em cùng qua mặt với nhau đi ạ. Như thế này là rất là mong muốn, xin được kính mời hai em cùng trao cho nhau một cái cử chỉ yêu thương qua một nụ hôn hết sức là ngọt ngào. Và rất là mong muốn được xin được kính mời quý vị khán giả ở phía dưới, sau khi ban tổ chức tôi xin được làm nhịp cầu lối đếm từ 3 đến 1 và chúng ta đã cùng lổ lên bằng một tràng pháo tay thật giòn giá để dành tặng thư thống rể đấy không ạ? Chú rể chuẩn bị ạ. 3, 2, 1 và xin một tràng pháo tay thật giòn giá và lòng nhiệt để dành tặng thư thống rể. Xin được cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin được cảm ơn hai em rất là nhiều đã dành cho nhau một cái cử chỉ yêu thương hết sức lồng nàn ở dưới sự chứng kiến của con hai họ trong ngày hôm nay ạ. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả kính mến, và giờ đây trước mặt ban tổ chức chúng tôi đó là hai bàn tiệc danh dự, đó là bàn tiệc bánh và bàn tiệc rượu. Giờ đây xin được kính mời hai em tới cùng tiến về bàn tiệc bánh để làm nghi thức đó là cắt bánh hạnh phúc. Xin được kính mời hai em. Và kính thưa toàn thể các quý vị trân trọng và kính mến, những chiếc bánh gato giờ đây làm được ở hai nguyên liệu chính đó là đường và kem để tượng trưng cho tình yêu tròn trịa mà đôi bạn trẻ Thành Luân cùng với Anh Đào dành trọn cho nhau. Xin được kính mời hai em tới cùng cắt lần lượt từ tầng thấp nhất cho đến tầng cao nhất ạ. Và kính thưa quý vị, cái vị kinh mến, và tầng thấp nhất để tượng trưng cho tình bạn, và tầng thứ hai để tượng trưng cho tình yêu, và tầng thứ ba để tượng trưng cho tình nghĩa vợ chồng hạnh phúc dài lâu. Và một lần nữa xin một tràng pháo tay cũng như cái quý thật là giòn giã để dành tặng cho nghi thức cái bánh này không ạ? Xin được kính mời hai em cùng tiến về bàn tiệc rượu để làm nghi thức đó là rót rượu tình. Trước hết thì xin được kính mời chú rể sẽ tháo lớp giấy bạc ở ngoài ra đi ạ. Xin được kính mời chú rể sóc thật mạnh và sau đó ngược chú rể sẽ vật vật ngược kim đồng hồ với lớp thép đấy ạ. Em vật ngược kim đồng hồ, vật ngược kim đồng hồ. Được rồi, chú rể sẽ bỏ hẳn ra ngoài đi ạ. Chú rể sẽ bỏ hẳn lớp thép ra ngoài ạ. Vâng ạ, xin một tràng pháo tay giòn giã của quý vị khách quý để dành tặng cho chai sông banh đầu tiên. Xin được kính mời hai em nước cùng tay trong tay và cùng mà đậm đẩy lên những thắp ly rượu tình yêu của mình đi ạ. Chú rể rót mạnh lên ạ. Và kính thưa toàn thể các quý vị kính mến, và giờ đây chúng ta đang được chứng kiến những giây phút hết sức là hạnh phúc mà đôi bạn trẻ của chúng ta đang tay trong tay đang rót lên những tầng ly rượu để tạo thành một cái dòng khói trắng cũng như để tượng trưng một tình yêu kiên quyết mà đôi bạn trẻ của chúng ta cùng dành trọn cho nhau trong suốt cuộc đời. Và xin được kính chúc cho hai em được trong năm tình viên mãn trọn đầy nghĩa phu thê. Xin được kính mời chú rể bật chai sâm banh thứ hai tương tự như chai ban đầu đi ạ. Rượu này rượu tính rượu tình mà anh chưa nhấp miệng mà lòng đã cay, mà nếu em là chén rượu cay anh xin uống cạn để say suốt đời. Xin được kính mời chú rể sắp vật chú rể xoáy ngập kim đồng hồ và bỏ hẳn cái dây nút thép ra đấy. Một lần nữa xin được kính mời hai em là cùng vào tay trong tay và cùng đông đẩy lên tầng ly rượu của mình. Đang bước trên con đường mới nay trong tim. Các vị kinh bến rằng là giàu lộc thì kết nghĩa phu thê, mà tình trong lòng thắm thì duyên về với nhau, mà cùng chung bước đến mai sau thì chung chung thủy bên nhau trọn đời. Xin được kính mời chú rể bật chai sâm banh thứ ba. Sau khi chai sâm banh thứ ba khui ra thì xin được kính mời hai em tôi cùng rót ra bốn chiếc ly ở dưới bàn đấy ạ. Ban tổ chức các cháu là xin được kính mời sự trở lại của hai bác đại diện của hai bên gia đình, đẹp trai và đẹp gái cùng trở lên sân khấu tình yêu để chính thức thay bố mẹ thân sinh cho cô dâu chú rể để đón nhận những cái ly rượu hiếu thảo, những cái ly rượu tình yêu mà đôi bạn trẻ xin được kính chúc mừng hai bác. Một lần nữa xin được kính mời hai bác đại diện của hai bên gia đình, đẹp trai và đẹp gái cùng trở lại sân khấu ạ. Vâng ạ, cháu xin được kính mời hai bác cùng trở lại sân khấu ạ.
Vâng ạ, và số rượu còn lại xin được cả kính mời hai em nó cùng đông đầy lên tháp ly rượu của mình đi ạ. Chú rể rất mạnh lên ạ. Xin được cả kính mời sự trở lại của hai bác đại diện của hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái ạ. Xin được kính mời chú rể sẽ cùng mà dâng rượu mời bác đại diện qua với họ nhà gái ạ. Và kính mời cô dâu dâng rượu mời bác đại diện họ nhà trai ạ. Và xin được kính mời hai em sẽ cùng mà đứng ở phía dưới và cùng mà chuẩn bị uống rượu cho vui ạ. Và xin được kính mời hai bác đứng ở giữa. Và cho phép ban tổ chức các cháu xin được làm nhịp cầu lối và hô hai ba du và hai ba chúc mừng hạnh phúc. Và sau đó xin được kính mời hai bác cùng với cô dâu rể cùng uống rượu cho vui ạ. Và ngay lúc này xin được kính mời các quý chúng ta ở phía dưới cùng mà lấy trà thay rượu và cùng hô vang khẩu hiệu với bạn giúp chúng tôi ạ. Chuẩn bị ạ. Hai ba và hai ba chúc mừng hạnh phúc. Và xin được kính mời hai bác cùng cùng ly 100% đi ạ. Vâng ạ, và xin cảm ơn hai bác cũng như cảm ơn cô tổng giám rất là nhiều. Và một lần nữa là xin được kính mời hai bác cùng mời trở lại những bàn tiệc trời tuần trà và cùng mà tiếp tục vào câu chuyện của mình để chúc phúc cho bạn trẻ thành nhân cùng với anh Đào. Ngay lúc đây xin được kính mời hai em một lần nữa cùng mời hiện diện trên sân khấu tình yêu ạ. Và khi thưa toàn thể các bạn các quý chân trọng và kính mến, và trong ngày vui như thế này thì không thể thiếu được những món quà đến từ người thân và người thương trong gia đình. Và xin được kính mời món quà đầu tiên thì xin được kính mời món quà của em trai. Xin được kính mời món quà của em trai của chú rể Thành Luân. Ngay lúc này xin được kính mời em cùng lên sân khấu và cùng trao những phần quà vô cùng ý nghĩa của mình để dành tặng cho anh chị của mình những ngày cưới ạ. Giờ đây các khách quý đang được chứng kiến những giây phút hết sức là hạnh phúc, đó là những người thân trong gia đình, em trai của chú rể Thành Luân cùng với người vợ yêu quý của mình đang trao những phần quà vô cùng ý nghĩa để dành tặng cho anh chị của mình những ngày cưới. Xin được đỡ lời cho cô dâu và chú rể cảm ơn món quà của hai em rất là nhiều, và xin được kính chúc cho hai em và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Vâng, và để tiếp theo chương trình ngày hôm nay xin được kính mời món quà đầu tiên đến từ phái đoàn đại biểu hội nhà gái ạ. Và xin được kính mời món quà đến từ gia đình Dì Yến. Vâng ạ, xin được kính mời món quà đến từ gia đình của Dì Yến ạ. Xin được đỡ lời cho gia đình, xin được cảm ơn những món quà của gia đình Dì Yến rất là nhiều, và xin được kính chúc cho gia đình nhiều phần gì luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Và sau món quà của Dì Yến xin được kính mời món quà của gia đình anh Quý ạ, đến từ hội nhà gái ạ. Xin được đỡ lời cho các dâu và chú rể cảm ơn món quà của gia đình anh Quý rất là nhiều. Và sau món quà của anh Quý thì xin được kính mời món quà của Mậu Việt ạ. Xin được kính mời món quà của Mậu Việt đến từ phái đoàn đại biểu nhà gái ạ. Và sau món quà của Mậu Việt thì xin được kính mời món quà của em trai cô dâu ạ. Xin được đỡ lời cho cô dâu để cảm ơn món quà của Mậu rất là nhiều. Và sau món quà của em trai cô dâu thì xin được kính mời món quà của bạn cô dâu ạ. Xin được kính mời món quà đến từ bạn của cô dâu ạ. Xin được đỡ lời cho cô dâu rất rẻ cảm ơn món quà của em trai và bạn của cô dâu rất là nhiều. Và xin được kính chúc cho hai em luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Vâng, và ngay lúc này xin được kính mời toàn thể các quý vị chúng ta cùng xin chào xin lớp cũng như cùng chúc phúc cho bạn trẻ Thành Luân cùng với anh Đào. Vâng, một lần nữa sau đây là xin được kính mời hai em nó cùng trở lại bàn tiệc danh dự của mình đi ạ. Và kính thưa toàn thể các quý vị kính mến, và vừa rồi là những giây phút hết sức là hạnh phúc, đó là những giây phút đến từ người thân trong gia đình của chúng ta đã cùng trao những cái phần quà vô cùng ý nghĩa để dành tặng cho con dâu và chú rể nhân ngày cưới.
Vâng, và ngay lúc đây xin được kính mời toàn thể các quý chúng ta lại cùng mà tiếp tục xây chầu xây nước và cùng mời trở lại những món quà âm nhạc đến từ hai bên gia đình. Và xin được kính mời toàn thể các quý chúng ta cùng tự nhiên xây chầu xây nước và cùng hướng tầm nhìn về sân khấu và cùng đón nghe hai giọng ca đến từ bạn của chú rể và với một ca khúc hết sức là ý nghĩa được mang tên Cơn Mưa Tình Yêu. Và xin được kính mời hai em. Cháu uống hơi nhiều, cháu đi làm đêm về rồi thì thôi, gia đình thông cảm. Vâng, nói chung là bọn cháu cũng kiểu làm đêm về nên là thôi, nếu mà giọng hát không được hay thì cả nhà mình thông cảm thôi. Và sau đây cháu xin gửi tới Cơn Mưa Tình Yêu ạ. Chị đọc ạ. Xin gửi tới cả nhà và chú rể cô dâu. Và chúc chú rể cô dâu trăm năm hạnh phúc. Những con đường vắng xưa mà
làm trái tim anh. Là sao? Trái tim anh là sao? Rụng rơi. Ok, là xin thưa mi cho một tràng vào tay cho anh ạ. Xin cảm ơn món quà âm nhạc của hai bạn rất là nhiều với một đại nhạc phẩm hết sức là ý nghĩa được mang tên Cơn Mưa Tình Yêu. Và xin được kính chúc cho hai bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống và gia đình hạnh phúc. Thì từ đây xin được kính mời toàn thể các quý vị chúng ta được cùng mở hướng tầm nhìn về sân khấu và cùng đón nghe một món quà tiếp theo đến từ bác đại diện của Hoài Nhà Trai ạ. Và xin được quý vị chúng ta đã cùng nổ lên bằng một tràng pháo tay rộn rã để tạm ứng cho bác được không ạ? Và xin được cảm ơn rất là nhiều. Để chúc phúc cho hai cháu này, chúc phúc này của bác chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu được trăm năm.
tất cả các cụ cùng các bà hai họ. Chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu và tôi cũng thay mặt gia đình xin mời các cụ công các bà anh chị em nam nữ gọi nhà trai nhà gái sang chơi nưng cơm nhẹ với gia đình để chúc phúc cho hai cháu. Xin cảm ơn ạ. Xin được kính chào mời của gia đình, chào mời của song thân phụ mẫu sinh thành ra chú rể Thành Luân. Xin được kính mời toàn thể các vị kính khách chúng ta sẽ cùng di chuyển vào những dãy bàn tiệc và cùng với gia đình và cùng lân ly cạn chén để chúc phúc cho bạn trẻ Thành Luân sánh diện cùng với cô dâu thu nhập Anh Đào. Và xin được kính chúc cho hai bên gia đình có một bữa tiệc thật là ngon miệng. Vâng, và giờ đây cho phép ban tổ chức các tôi xin được khép lại chương trình sự kiện đại lễ thành hôn của bạn trẻ Thành Luân cùng với Anh Đào. Một lần nữa xin được nói lời cho gia đình, nói lời cho các dâu thứ về. Xin được đến toàn thể các vị quý lời cảm ơn chân thành nhất. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Thì dối hơi ai lại phải lòng để bây giờ ra ngõ ở bên trong ra ngõ mà trông chốt buông ánh mắt ngập ngừng để người dưng nhớ ngày dưng thế này xa miếng trầu đường cay xa chén trà đường chát xa người ngoan đường ác thì dối hơi ai lại phải lòng để bây giờ ra ngõ ở bên trong ra ngõ mà trông khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà khách đến chơi nhà rằng này.
đầm mà như mưa. Người ơi người ở đừng về, người về mi vỡ đi. Này có mấy sông ở này ở sông theo là sông đi ở nước đi bây giờ. Cô, mình đã